thôi thôi, đừng có đánh con nữa mà. Anh có biết là nó hư hỏng lắm hay không? Không đánh nó làm sao mà được chứ? Thôi con nó đang buồn lắm rồi, đừng có xác cái nỗi đau của nó nữa. Đau thì buồn thì sao? Anh có biết là bây giờ nó giang hồ lắm hay chưa? Thôi. Không vậy là nó hư nữa, buồn cả. Thôi mà, em. Hư hỏng lắm nghe chưa? Con học ai tính giang hồ vậy hả? Không bầu lớp trưởng thì thôi đi, còn quay qua bạn nữa. Tại lên đại món nào tụi nó cũng ăn hết rồi mà không gì bầu cho con. Trời, còn cái chuyện mà mua chuột bạn bè vậy nữa hả? Mẹ thấy người ta không bầu con là lớp trưởng là đúng rồi đó. Hỏng quá đi mà. Con buồn lắm chứ bộ, mẹ đâu có biết đâu. Con đâu có làm gì sai đâu mẹ đánh con. Cái gì mà ồn ào vậy hả? Mày làm sao nữa vậy? Buồn rồi hả? Đợi xíu chị lấy đồ ăn cho ăn nha. Hết mất tiêu rồi. Trời ơi, tội mày quá à. Ủa, anh Sĩ tới đây làm gì á? Anh có mua gà cho mọi người. Có Diễm My ở nhà không? Anh liên lạc hoài mà không được. Dạ chắc hôm nay nó đi phỏng vấn nên là tắt máy á. Thôi anh ngồi đây chơi một xíu nha. Để xíu anh tìm đồ ăn cho anh Henrik cái đã. Ủa? Hết đồ ăn rồi hả? Dạ. Ờ, hay là cho Henrik ăn gà đi. Dạ. Anh mua nhiều lắm. Anh nói giỡn á. Vậy đợi anh nha. Anh đi mua đồ ăn về cho Henrik. Dạ. Nhìn gì? Chị về rồi nè. Trời ơi, làm gì nằm dài vậy? Trời ơi, coi còn nằm ngửa ra. Đói bụng quá rồi gì đúng không? Đợi xíu nha. Alo, bà hả? Tôi Diễm My nè. Không có gì, tôi tính nhờ bạn chút chuyện được không? Cô ơi, Lâm Chi nói là không muốn ăn cơm á cô. Cái gì? Chuyện lạ thiệt á. Dạ, chắc tại Lâm Chi không được làm lớp trưởng nên buồn á cô. Cái con nhỏ này thiệt tình à, không làm lớp trưởng thì thôi chứ. Em, đừng có nóng giận, như vậy có giải quyết được cái gì đâu. Chứ bây giờ làm sao? Hay là cho làm lớp trưởng đại đi. Cái gì? Ủa à, nhà mình chứ không phải lớp học đâu mà cần chi lớp trưởng mà. Còn im đi. Ba, hay là cho Lâm Chi làm lớp trưởng đi. Lớp trưởng hả? Dạ. Hai biết ơi, đi dạo thôi. Đi dạo hả? Cho tôi đi chung với. Thôi, bữa khác đi. Bữa nay tôi muốn đi dạo riêng với cục cưng của tôi. Đi con. Wow, Henrik lắm thật ha. Nó dễ thương thiệt đó. Ừ, nó dễ thương lắm. Nó chỉ bị khuyết điểm là ăn hơi nhiều thôi à. Ủa mà có chuyện gì hả? Đâu có chuyện gì đâu. Tôi thấy bà gắn bó với nó lắm mà. Nếu mà nhớ nó thì tôi qua bà tôi thăm nó là được rồi. Là bà tôi mới an tâm gửi á. Cảm ơn bà nha. Ừ, có gì đâu. Phải nghe lời chị Thư. Không có được bỏ ăn biết chưa. Đợi chị nha. Chị sẽ qua đón Henrik về. Nè, bà dắt nó đi đi. Henrik à, mình đi thôi nha. Henrik đi thôi nha. Đi thôi nào. Thế nào Henrik ơi? Đi thôi nha. Đi thôi. Henrik, Henrik. Henrik. Sao chạy lại đây làm chi nữa? Sao vậy bà?
nó giật dây nó chạy lại nè. Harris à, sao vậy con? Hả? Phải nghe lời chị Thư chứ. Nè, đi theo chị Thư. Nè, bà cầm bà giữ nó chắc lên, nó đòi tôi á. Phải nghe lời chị Thư biết chưa? Biết không, không có chạy theo nữa nghe chưa? Thôi, mình đang giữ dây nó chắc lên, tôi chạy trước, mà còn nó chạy theo tôi nữa. Harris đi thôi. Đi thôi nè. Làm gì? Ông nè, đứng im đi. Sao mà ông kêu con không xuống? Con đang muốn cô đơn mình. Ờ, cô đơn rồi. Thôi giờ chọn lớp trưởng xong rồi ông cho con lên lầu nha. Lớp trưởng? Ừ. Nhà này làm lớp trưởng chi ông? Bởi vì dạo này ông thấy nhà mình nó lộn xộn quá, cho nên ông muốn chọn ra một lớp trưởng để bình ổn. Đó. Và bây giờ cái danh sách ứng cử viên gồm có hai người. Thứ nhất là Tâm Mỹ, thứ nhì là Lam Chi. Mọi người đồng ý không? Đồng ý. Giờ vậy, ai đồng ý chọn Tâm Mỹ làm lớp trưởng thì giơ tay lên. Con, mình chọn Tâm Mỹ. Cái thằng này coi như là Tâm Mỹ là một phiếu. Bây giờ ai đồng ý chọn Lam Chi làm lớp trưởng thì giơ tay lên. Hai tay luôn. Rõ ràng rồi ha, đa số thắng thiểu số. Vậy kể từ bây giờ, Lam Chi con sẽ là lớp trưởng trong căn nhà này. Chúc mừng lớp trưởng. Nói cái gì đi, mình lớp trưởng mình phải phát biểu chứ. Rồi, phát biểu lớp trưởng. Đến đi con. Mình phát biểu gì ta? Phát biểu gì cũng được. Cảm nghĩ. À, cảm nghĩ. Con xin hứa sau này con sẽ làm lớp trưởng thật là tốt. Yeah, wow. Điếc tai. Ông lên. Quyền, sao ông làm theo con? Tất cả chào ông, chào. Dạ, con chào ông ạ. Chào ông. Ông ơi, nếu như mà không có nghe lời lớp trưởng á thì mình phạt sao không? Sao lại vậy? Lớp trưởng là cái người đại diện cho ông. Ừ. Thì phải nghe lời chứ. Đúng. Nè, lớp trưởng, ai không nghe lời, con cứ ghi tên để ông phạt nặng. Ngạc nhiên. Ghi tên là vô. Phan Đỗ Trạng Nguyên. Mở ngoặc Trạng Ngu.